Đây là trứng gà. Mình coi trứng gà chín hay chưa là mình gắp lên nè. Nếu mà nó gắp chín. Rồi. Mai ăn gì vậy? Ăn chay hay ăn mặn vậy? Chay. Có hột gà. Chay mà có hột gà hả? Làm hết bệnh chưa? Hết bệnh rồi mà. Con nhà nông chào cả nhà, chúc cả nhà ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an trong cuộc sống nha. Hôm nay con nhà nông sẽ dẫn cả nhà đi đến một địa điểm vui có, buồn có nha cả nhà. Đó là bệnh viện tâm thần của tỉnh mình đó cả nhà. Thì hàng tháng vào ngày mùng 8 âm lịch á, nhóm mình là cái nhóm mà trồng bông hoa đó cả nhà, sẽ nấu khoảng 250 suất ăn để cho các anh chị em trong tại tâm thần ăn với cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu ăn tại nhà một chị trong nhóm nha cả nhà. Đây là cải nồi mình sắt nè. Để nấu ăn chua cả nhà. Đây là bắp nha. Đây là đậu bắp, bạn này đã rửa xong rồi nè cả nhà. Sau khi rửa xong thì nhà sẽ sắt nhỏ nhỏ ra để nấu canh chua nha. Rửa thêm một nước nữa nha cả nhà. Nãy giờ rửa bạn ấy rửa 2-3 nước rồi đó. Xong. Hai món. Bầu nè, cà chua, đậu cà chua với gì? Với gì? Bông xù đũa nè. Đây là trứng gà. Mình coi trứng gà chín hay chưa là mình gắp lên nè. Nếu mà nó gắp chín. Ê nè Nguyệt, nhanh nè. Chín rồi nè nghe cưng. Rồi nhắc xuống. Vớt trứng nè. Trứng bỏ một quả chanh vô cho dễ lột quá cả nhà. Trời với quả, tôi biết nước sữa. Trời ơi, vậy chứ mà em biết. Trời ơi. Khi nó ở nhà tôi nấu cơm, ai tin. Đây là ruột heo chay đó cả nhà, mình luộc nha. Ta biểu cái này mình bỏ đồ mỗi lại. Ruột heo chay sau khi mình luộc xong rồi mình sẽ chiên cho nó giòn lại rồi mình cắt nhỏ nhỏ ra vậy nè cả nhà. Sau đó mình sẽ ướp gia vị gồm có nước tương, tỏi, ớt và ngũ vị hương cũng như một số gia vị khác. Cái này mình cắt miếng nhỏ nhỏ thì vừa ăn thôi cả nhà, đừng quá dày nó sẽ không thấm nha. Lúc chiên á mình cố gắng để cho nó vàng cái ruột heo á cả nhà thì nó sẽ có độ giòn. Cả nhà nghe cái tiếng giòn của ruột sau khi chiên xong. Nồi canh chua nè, nhóm mình đã chuẩn bị xong, rửa sạch rau củ quả cắt nhỏ ra rồi mình đem lên tới bệnh viện thì mấy cô nấu ăn trong bệnh viện bắt cho mình cái nồi nước bự vậy nè cả nhà. Sau đó mình lên đây mình cũng tự nấu nha. Thì các loại rau thì nhóm mình chuẩn bị rất là nhiều luôn đó, như đậu bắp nè, bầu nè, cà chua, khóm nè. Nói chung rất là nhiều loại rau cho ăn cho đỡ ngán đó cả nhà. Nấu kèm với đậu hũ, chiên và nấm rơm. Cái nồi này cả nhà biết không, nêm 5kg đường luôn đó. Chắc cũng gần 1kg me. Còn đây là những cái nồi cơm nè. Thì nhóm cũng chuẩn bị gạo gửi lên cho người ta nấu tước đó cả nhà. 5 nồi này là cho 250 bệnh nhân ăn đó. Trong khi chờ đợi cơm chín thì nhóm mình bày thì những cái khay bỏ những cái món đồ khô vô trước nha cả nhà, như trứng nè, rồi ruột heo khèo nè. Sau đó đợi cơm chín rồi mình sẽ mình bỏ vô đây. Đó, bao nhiêu cái khay đây là 250 khay đó cả nhà. Chờ đợi cơm và canh chín nữa thôi.
Bên đây là một thùng nước trà đường nè cả nhà. Chút nữa nhóm mình mua đá bỏ vô chơi uống trà đường nha cả nhà. Rồi mình đã mình thăm cơm cho chín chưa nha. Này cơm này lúc nấu là 2 giờ. Mình sẽ dỡ ra mình thấy nó đang sôi. Sau khi cơm chín, nhóm còn chuẩn bị thêm một ít quà bánh nữa nè cả nhà. Dầu gọi. Này dầu gọi hả? Còn này bánh kẹo. Bánh bánh sô bài, sữa đậu nành, nước ngọt. Cái này cho bệnh nhân nữ. Bởi vì phải không? Bờ sợ. Mình thấy có cái thùng quyên góp và tiền cho bệnh nhân nghèo này. Trong đây là cô múc bỏ vô khay nha cả nhà, chứ mình tụi mình không có múc nha, tại vì trong đây cả nhà thấy không, có những cái khay màu khác nhau á, là dành cho bệnh nhân tiểu đường, rồi tiếp từ ít đến nhiều đó cả nhà, màu xanh, màu vàng và một cái màu xanh lá nữa, nó khác nhau, cho nên mấy cô múc cơm theo cái bệnh nhân đó cả nhà. Rồi mình nhóm mình chỉ phụ là đậy nắp lại và gom lại để lên xe đẩy thôi cả nhà. Mình cũng thắc mắc, trong đây có khoảng tầm 4-5 cô cấp dưỡng thôi cả nhà, nhưng mà người ta nấu ăn khi mà không có nhóm từ thiện thì người ta tự nấu cho bệnh nhân nha. Mình thấy rất là cực luôn đó. Xong chưa chị Tiền? Cái khúc này mình hỏi xong chưa chị Tiền, làm chị Tiền liệu luôn cả nhà ơi. Luôn. Cái tiếng đó là luôn luôn lúc nào em cũng hết. Bị liệu luôn. Bị liệu luôn. Ơi nồi canh chua. Nó nếm chưa chị? Hồi nãy em phát bên đâu rồi chị về vô mổ ra vậy? Để thu vỏ mà nè, thu vỏ coi mà thu vỏ vô. À đã gì chị tìm vỏ chị thu. Thu vỏ mà được. Thu vỏ. Nồi canh chua bao nhiêu phần ăn chị biết không chị Tiền? 2-4 thời cơm. Canh chua thập cẩm đủ mà, canh chua chay nha, thập cẩm mà chay nha. Là như vậy nè, một phần nè như cả nhà, một phần đây, một phần còn dưa hấu nữa. Dưa hấu để riêng hả? Dưa hấu bánh để riêng. Cái này anh em để theo màu. Cái này cái màu này là cho bệnh nhân gì á, bị tiểu đường hay gì á, cái màu theo bệnh nhân, cái màu theo bệnh nhân. Sau khi hoàn chỉnh 250 suất ăn thì bỏ lên xe đẩy về, rồi những cái thau canh múc ra vậy nè cả nhà, dưa hấu nữa cũng sắc bỏ vô thau vậy nè, rồi bắt đầu mình chuẩn bị đi xuống tại nha, để cho bệnh nhân ăn nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng đi xuống trại với con nhà nông với nhóm mình nha. Đây thì có 4 trại, mỗi trại thì khoảng 50 người cả nhà. Khi họ thấy mình xuống bắt đầu họ kêu là tới giờ cơm rồi đó, tự mọi người sẽ xách thau ly nước đồ lại. Thấy tội nghiệp lắm cả nhà. Như là cái việc hàng ngày của mình vậy đó. Ở cái lối đi xuống trại nè thì khoảng tầm 2,5 m thôi, thì hai bên đó người ta sẽ che chắn lại để cho bệnh nhân không thể vượt ra ngoài cái cả nhà. Chỉ có những cái xong sắc thì mình chỉ đưa đồ ăn vô thôi. Để đây.
xấu. Cái đó là xà bông, xà bông còn bờ vờ cái gì bờ vờ ếch là của phụ nữ nha. Đây là phòng của bệnh nhân nữ. Bánh, mỗi người một phần bánh. Sao không để lên luôn? Thank you.
Cảm ơn mấy đầu nghe. Rồi mai ăn gì vậy? Ăn chay hay ăn mặn vậy? Chay. Có hột gà. Chay mà có hột gà hả? Dạ, có hột gà ăn luôn. Làm hết bệnh chưa? Hết bệnh rồi mà người nhà không chịu nước. Người nào không chịu nước hả? Sao vậy? Thôi. Bỏ luôn hả? Ở đây vui hơn hả? Đã lo đầy đủ nhưng mà đi vòng vòng ở đây đúng không? Không thoải mái nữa nè. Dạ, ngày ghé ở nha. Lần sau lên gặp nữa ha. Ủa bên đây sao còn mấy người nằm vậy ta? Mấy người nằm là yếu á cả nhà. Còn chú để xích vô xuống này, con để vô trời. Chú để vô đi. Yeah. Rồi. Đây, đây. Rồi. Để vô em để cho nó bự đó, cao nó bự. Rồi. Để vô đây, để vô. Nó ơi. Cho ca gì dính gì vô vậy? Dính vô rửa nha. Lần sau rửa nha. Rồi. Hút thuốc nữa hả? Rồi có tiền không mua thuốc? Xin đã cho. Cho không? Có ai cho không? Cho. Thôi đừng hút thuốc ở đây. Hút thuốc bệnh nữa. Mà đi nó ngày tháng lắm. Thế hả? Vậy đó hả? Cái uống thuốc mau hết bệnh về nha. Để cho tông đi, để cho tông đi rồi em đi qua. Đó, vậy đó thấy không? Rồi. Rồi, đây rồi. Rồi. Trà đá đường. Rồi, anh để cho tông đi rồi, đổ cho em, đổ rồi. Xin tiền. Rồi, đợi chút xíu nha. Đi một lần mấy lần trước là thấy đi về rồi sao nay tới vô vậy? Dạ đi rửa cái tô đó đi rồi chút đựng tà đá đường. Cho nó. Đấy. Vậy hả? Rồi để tà đá lại hình như phải về rồi giờ mới trở lại phải không? Má đây xuống về vậy. Cả nhà thấy bệnh nhân ăn xong cũng biết cảm ơn, khi lấy nước cũng biết cảm ơn nha cả nhà. Rất là hiểu chuyện luôn đó, chứ không phải là quậy phá đâu. Vô đây có quy lực, có nề nếp rất là tốt luôn đó cả nhà, mình thấy vậy đó. Trong mỗi phòng bệnh gì thì mình thấy có khoảng 2-3 người chăm sóc luôn đó, bác sĩ, y tá gì cả nhà. Đó. Sợ, rất là sợ luôn, bệnh nhân rất là sợ những cô y tá trong đây luôn nha. Bệnh nhân cũng vui vẻ lắm cả nhà, ăn xong rồi biết khen ngon hay dở nữa đó nha. Thì nhóm mình một tháng làm một lần, mình thấy cũng có nhiều nhóm thiện nguyện khác lắm. Khi mà đến đây thì có cái quyển nhật ký của bệnh viện đó, mình thấy vậy đó. Nhóm mình nấu ăn toàn là món chay không, mà có những nhóm khác thì người ta nấu mặn nữa nha cả nhà. Mỗi lần vô đây thì tâm trạng của mình vui có, buồn có cả nhà. Vui vì được nấu cho những cái bệnh nhân này ăn nè. Rồi buồn cũng có vì nhìn những cái bệnh nhân này cười nói vô tư. Nhưng mà mình thấy buồn cho gia đình đó cả nhà. Cũng có người ta bệnh nhân nuôi, người nhà nuôi bệnh nhân luôn trong đây cũng có nữa cả nhà. Những cái bệnh nhân mà yếu nặng đó thì người nhà phải ở bên cạnh chăm sóc nữa. Một điều lưu ý là khi mình đến đây mình thăm bệnh hoặc là mình từ thiện đó cả nhà, thì mình không được cho bệnh nhân tiền nha. Nếu mà cho một bệnh nhân thì sẽ có hàng chục và vài chục bệnh nhân sẽ kéo đến xin tiền, gây mất trật tự và náo loạn cả bệnh viện luôn đó.
rồi, hôm nay video của mình quay tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ạ.